Dương nha. Bước đầu tiên là gì anh chị? Đầu tiên đó là chúng ta không bao giờ được đưa ra những cái lời nói, những cái lời khẳng định không tích cực về cái tài chính của mình. Không bao giờ được đưa ra ha. Có nghĩa là sao? Nếu như mà chúng ta giống như ông TH Hacker, ông nói là gì ạ? Mỗi lần mà bạn mà cảm thấy bạn than vãn về cái vấn đề về tiền của mình á, có nghĩa lúc đó là bạn nghĩ rằng bạn đang chìa một cái mũi dao vào cái cuống họng tài chính của bạn. Mà mỗi lần bạn nói ra một cái câu tiêu cực gì đó là bạn đang cắt nó một lần. Là chúng ta cảm thấy là nếu mà mình nói ra cái câu gì đó mà không có tích cực về cái tài chính của mình á thì sao ạ? Có nghĩa là mình đang cắt vào cái cuống họng tài chính của mình, cắt đứt một phần. Khi đó thì chúng ta rất là ý thức về cái việc mà chúng ta sử dụng cái ngôn từ. Và có một cái ngày hôm sau là Phương sẽ nói chuyên sâu về cái chủ đề là ngôn từ như thế nào để giúp cho chúng ta thay đổi được cái tình huống, cũng như là ngôn từ làm sao mà để giúp cho chúng ta làm sao. Anh chị nào muốn có những cái khoản dư dương đó, có ai mà muốn thu hồi lại thu nhập, rồi có ai mà muốn là sao ạ, khách hàng mua hàng của mình đó, nó dựa vào cái ngôn từ nữa. Nên là cái phần này, nguyên một cái chủ đề này Phương sẽ chia sẻ một cái hôm khác. Tuy nhiên là chúng ta sẽ nói này, khi mà chúng ta có bất kỳ một cái suy nghĩ tiêu cực nào đó thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu ý thức được là cái điều đó nó đang làm tổn hại tới cái phần tài chính của mình. Nên là chúng ta sẽ thay đổi lại các anh chị. Thay đổi lại bằng một câu nói, đó là gì ạ? Có một kho tàng, các chị có thể ghi xuống và chúng ta lặp lại ha. Có một kho tàng vô tận ở bên trong tôi và mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng ngay tức thì. Đó. Có một kho tàng vô tận ở bên trong tôi và mọi nhu cầu của tôi sẽ được đáp ứng ngay tức thì. Có thể là các anh chị khi mà chúng ta sử dụng tiền để làm cái gì đó, cái chúng ta cảm thấy ui cái này mắc quá, hoặc cái này không biết, mình muốn lắm mình không có tiền, là lúc đó các anh chị đang khẳng định là mình đang chưa có dư giả bên trong mình, thể hiện cái sự thiếu thốn. Là lúc đó mình cũng đang vô tình là làm tổn hại tới cái tài chính, cái túi tài chính của mình đó, thì các anh chị sẽ ngay lập tức nói là không, bên trong tôi có một cái nguồn kho báu vô tận mà có thể đáp ứng cho tôi bất kỳ cái điều gì mà tôi mong muốn ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức luôn. Và hãy lặp lặp lại cái điều này các anh chị. Một cái lời nói tiêu cực nói ra nó rất là dễ, nhưng mà để mà chúng ta thay thế lại, các anh chị cần phải lặp đi lặp lại cái điều này cả 50 lần. Khi mà chúng ta có một lời tiêu cực thì chúng ta phải lặp cái câu này, lặp lại câu này tới 50 lần cho tới khi tâm trí của mình được hoán đổi các anh chị. Tâm trí của mình nó được thay đổi cái cách nhìn nhận đi, thì lúc đó chúng ta mới có thể là thay đổi. Và bước thứ hai các anh chị, đó, bước thứ hai đó là gì ạ? Hãy tạo cho tâm thức mình một cái thói quen về cái sự vận hành, về cái sự vận hành của những cái quy luật giàu có ở xung quanh chúng ta. Có nghĩa là sao? Trong suốt một ngày dài đó các anh chị, trong suốt một ngày dài, chúng ta hãy luôn ám thị cho chính cái suy nghĩ, chính cái tư tưởng của mình bằng cái điều là gì ạ? Sự giàu có luôn tràn ngập ở xung quanh chúng ta, và nó rất là dễ dàng được thu hút về phía mình, và nó đang tới với mình một cách ồ ạt, một cách rất là nhiều. Chúng ta hãy gọi là ngập tràn tâm trí của mình vào những cái điều đó. Khi đó thì sao ạ? Khi đó chúng ta không còn gọi là cái đầu óc, cái suy nghĩ của mình nó không còn những cái suy nghĩ tiêu cực nữa,
giống như Phương đó các anh chị, một cái phương pháp mà Phương hay làm đó là nghe thôi miên. Anh chị nghe thôi miên, ngoài cái việc là Phương nghe thôi miên, ngoài cái việc là nghe thôi miên cái lúc mà đi ngủ, sáng thức dậy cái lúc đi ngủ là Phương rảnh là Phương nghe thôi miên các anh chị. Phương cứ rảnh là Phương bật nhạc thôi miên lên Phương nghe. Mà thường Phương cũng nghe những cái nhiều nhạc thôi miên khác nhau cũng được các anh chị, trên trên cái mạng á, ngoài cái bài thôi miên chúng ta có thể tự làm, hoặc là chúng ta có thể nghe những cái bài thôi miên có ở trên mạng, có rất là nhiều bài thôi miên về cái việc mà sự thịnh vượng về tài chính đó. Đó, giống như hôm qua Phương có kể các anh chị nghe là sao hả? Phương là đến nỗi mà sao hả? Phương nghe thôi miên mà nó cứ âm âm vang âm vang âm vang trong đầu của Phương á, là những cái từ ngữ là sao hả? À, tôi là người thành công, tôi là người giàu có, sự giàu có vô tận luôn chảy dồi dào xung quanh tôi. Có nghĩa là đến lúc mà Phương nói ra, Phương phản xạ, Phương cứ tự nhiên vô tình Phương cứ đọc hoài à. Vậy là nó thêm một cái phản xạ tự nhiên là cứ đọc hoài trong miệng luôn. Đúng rồi. Rồi ngay tới khi là đang đi toilet nào cũng cũng đọc luôn các anh chị. Xong rồi cái Phương nói Phương ơi, tập trung đi toilet Phương ơi. Chọc các anh chị thôi. Nhưng mà nó là sự thật cho đến khi mà nó trở thành một cái thói quen vận hành xung quanh cuộc sống của mình. Thì lúc đó các anh chị sẽ bắt đầu trở thành, đưa mình vào cái trạng thái là siêu 500 để chúng ta thu hút những cái điều, những cái thứ tương tự đến với cuộc sống của mình đó. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi, cái bước thứ ba các anh chị. Hãy ru ngủ, hay ru ngủ chính mình bằng những câu nói sau đây. Ru ngủ hàng đêm nha, trước khi đi ngủ á, thì hãy tự thôi miên mình, tự ru ngủ chính mình bằng những cái câu nói là sao ạ? Tôi biết ơn về sự giàu có của vũ trụ ngay bây giờ. Đó, sự giàu có của người là một cái sự hiện hữu một cách vĩnh hằng và không bao giờ thay đổi. Rồi, ok không ạ? À? Các anh chị ghi kịp không ạ? À? Tôi cảm ơn về sự giàu có của người ngay bây giờ. Và sự giàu có của người đó là một cái sự hiện hữu vĩnh hằng và không bao giờ thay đổi. Đó. Và chính là những cái phép màu trong cuộc sống của chúng ta, đó chính là niềm tin các anh chị. Đầu tiên phải là niềm tin đã. Dạ đúng rồi. Đó. Và bởi vì vũ trụ rất là giàu có mà, nên là ví dụ như một phần cái của cải của mình á, một phần ví dụ như các anh chị sẽ thấy này, bây giờ mình muốn 1 triệu đô đi, nó chỉ là một cái phần rất 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 là nhỏ trong cái vũ trụ giàu có này. Đó, các anh chị nào đã chép xong rồi các anh chị có thể chép lên lại cho những anh chị khác ha. Đó, nên là khi đó thì Phương tin rằng là gì ạ? À, tại sao có những người họ tạo ra những cái khối tài sản khổng lồ là cả vài trăm tỷ đô? Vậy thì nếu như mà mình có một phần trong đó thôi, vài triệu đô, vài chục triệu đô, vài trăm triệu đô thì cũng là mới có một phần nhỏ xíu à. Nên là sao vũ trụ này cực kỳ giàu có và vô hạn, vô tận. Đó, nên là sao ạ? Mình cảm thấy rất là yên tâm. Nhiều người họ cứ nói là gì ạ? À? Để mình giàu có thì người khác, mình phải lấy đi cái sự giàu có của người khác. Dạ không có ạ. À. Giống như chúng ta có một cái biển đại dương mà rất là nhiều nước. Bao nhiêu người xách cái xô ra múc mà chẳng được. À, anh chị múc, thích múc thùng phi thì múc. Thích múc cái xô thì múc. Thích múc cái thau thì múc. Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì tới cái lượng nước của thiên nhiên cả. Mà nó rất là dồi dào. Đó, thì đó là cái ba cái bước mà chúng ta cần phải làm, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và ngày xưa khi mà mới bước vào câu lạc bộ, Phương cũng không có cái gì đâu anh chị. Nhưng mà trong với lại cái xung quanh của Phương, Phương cũng làm như vậy á. Có nghĩa là các chủ tịch hướng dẫn Phương cũng vậy. Có nghĩa là Phương lấp đầy xung quanh của Phương là
không hề có một cái suy nghĩ không tích cực nào cả, và chỉ có cái sự giàu có xung quanh, cho đến khi mà Phương nghe thôi miên cả ngày luôn. Phương mở cái bài nhạc thôi miên á, là Phương ở một mình á, là sao ạ, mở những cái bài nhạc thôi miên lên là cứ nghe đi lặp đi lặp lại cho tới khi mà nó gọi là thay đổi cái trường năng lượng xung quanh của Phương luôn. Thay đổi không những tác động vào Phương mà còn tác động tới cái trường năng lượng xung quanh của Phương nữa. Và Phương cảm thấy là mình rất là tự nhiên bên trong, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cảm thấy rất là tin tưởng về cái sự giàu có. Đó, sau đó từ từ nó mới tới anh chị, từ từ cơ hội, nguồn lực, quý nhân, mọi thứ nó bắt đầu vào khớp, nó mới tới. Sau đó Phương thấy, ồ, tự nhiên công việc mình phát triển lên, công việc kinh doanh mình phát triển lên, khách hàng mình thu hút về nhiều hơn, đối tác đến với mình nhiều hơn, mà họ càng đến với mình toàn là những cái đối tác mà giàu chất lượng không ạ. Đó, rồi rất là nhiều thứ xảy ra và tiền tài của mình càng ngày càng nhiều hơn. Số dư tài sản, tài khoản thì càng ngày càng tăng lên, tài sản thì càng ngày càng lớn lên. Các anh chị hiểu mà. Đó, cho tới khi mà tới bây giờ là Phương thấy nó rất là đúng luôn. Nó rất là đúng. Ha, và con đường mà nhanh nhất, ngắn nhất để tiến tới cái sự thành công giàu có theo các anh chị là gì? Thế các anh chị đặt con đường nhanh nhất để các anh chị tiến tới cái sự giàu có đó là gì anh chị? Đúng rồi, nhiều anh chị đang comment rất là hay. Có một cái mà Phương luôn nhắc các anh chị đó là gì ạ? Con đường nhanh nhất, ngắn nhất đó là sống hiện hữu trong từng phút giây. Chính xác rồi ạ. Bởi vì sao các anh chị nói là chị học theo người thành công, học theo người thành công, nhưng mà chúng ta áp dụng được bao nhiêu mới là chuyện quan trọng nha. Phương biết có rất là nhiều anh chị, nhưng mà các anh chị thấy không ạ, cũng cùng công thức dạy, nhưng mà có nhiều anh chị thành công rực rỡ rất là nhanh, nhưng có nhiều anh chị là cũng phải tháng vài tháng, là do cái khả năng hiện hữu của mình nữa nha, khả năng đón nhận và hiện hữu nữa. À, bao nhiêu anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay mà không có hiện hữu 100% không ạ? Có bao nhiêu anh chị là cảm thấy xem lại mình, xem mình có đang hiện hữu 100% hay là cái suy nghĩ của mình nó vẫn đang chạy lung tung? Khi mà các anh chị hiện hữu 100% á, thì bắt đầu là sao ạ? Cái thời khắc đó các anh chị đang ở cái tần số hạnh phúc. Tại vì lúc đó anh chị không có suy nghĩ về tương lai, không có lo lắng cho quá khứ, mà chúng ta đang tập trung hiện tại. Hiện tại đâu có cái gì lo lắng đâu anh chị. Hiện tại chúng ta đang sướng bất chết mà. Chúng ta đang sướng quá trời luôn đúng không ạ? Đang ngồi đây đúng không ạ? Thư thả, thoải mái, học tập, phát triển, tư duy, rồi được tình yêu thương, lòng biết ơn. Các anh chị đang cảm thấy hiện tại rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Nên là nếu như bây giờ các anh chị vẫn đang còn cái nỗi lo lắng bởi vì các anh chị đang không sống ở hiện tại. Nên là khi chúng ta đang ở cái giây phút hiện tại á, thì bắt đầu chúng ta đưa mình vào cái tần số hạnh phúc. Mà chính cái tần số này á các anh chị, chính cái tần số này thì mới thu hút những cái nguồn lực lớn đến với cuộc sống của mình. Nên là cái câu mà trong sách nói là gì ạ? Tất cả đã được sắp xếp theo một trật tự linh thiêng. Câu này rất hay các anh chị. Ngày nào Phương cũng nói câu này hết trơn. Tất cả đều được đã sắp xếp theo một trật tự linh thiêng rồi. Và sao ạ? Và để cho mà chúng ta các anh chị nào hiểu cái câu này không ạ? Các anh chị nào không hiểu cái câu là tất cả đã được sắp xếp theo một trật tự linh thiêng không? Các anh chị nào hiểu comment số 1, các anh chị nào chưa hiểu comment số 2. Đây, Phương thấy chị Thủy Nguyễn là comment đầu tiên cho Phương phỏng vấn chị Thủy Nguyễn cái. Hello chị Thủy, theo chị thì chị hiểu như thế nào khi mà chị Thủy có rất là nhiều thành công luôn, gọi là thành 16 vừa qua tháng 5 là chị cũng đạt vượt bức tranh tài chính rồi. Thì theo chị Thủy thì chị tin cái điều gì về cái việc mà đã được sắp xếp cho một trật tự linh thiêng ạ?
Xin chào chị Thực Phương, xin chào tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Mình thì mình nghĩ rằng mọi sự nó đều được sắp xếp theo một cái tự nhiên tiên, tức là khi mà mình đã có niềm tin, mình đã có được cái sự quyết tâm thì tất cả mọi cái trong cuộc sống này nó đều sắp xếp theo ý của mình và theo như một cái gì mà mình nghĩ, mình làm và mình hành động thì nó được sắp xếp theo một cái trật tự linh thiêng, tức là mình đã có quyết định, mình đã có mục tiêu, mình đã có giống như là mình đã có cảm xúc thì mọi thứ nó sẽ đến với mình theo tất cả những gì mà mình đã nghĩ đã làm. Và mình cái mà đánh gục mình đầu tiên đó là cái ý chí của mình. Ý chí của mình không có thì mình bị đánh gục, và thì nó sẽ sắp xếp theo như thế, tức là mình không có được ý chí thì mình không có làm được một cái gì hết và mình phải hành động. Đó là cái sự hiện hữu, đó là cái sự tập trung với cái mục tiêu của mình. Thì mình nghĩ là mình thường xuyên mình làm và mình thường xuyên trau dồi ở mình cái kiến thức để mình làm được những cái điều đó. Cái đó là mình theo theo mình là mình hiểu là như thế. Đúng rồi, chị Thủy Cảm ơn. cho Phương một ví dụ cụ thể. Chị khi mà chị Thủy ra quyết định là bắt đầu mọi thứ nó đã được sắp xếp đi ạ. Chị Thủy ứng dụng như thế nào? Cái mà đó là cái nhỏ nhất đầu tiên, cái nhỏ nhất nha, đó là khi mà buổi sáng mình bước vào giường chẳng hạn, sáng sớm dậy mình thấy chẳng hạn như mình cũng còn muốn ngủ, mình cũng muốn đấy lắm, nhưng mà ý chí của mình là không, mình phải làm, mình phải dậy bằng được, tại vì trong room đang còn có rất là nhiều người chờ mình. Tại sao có những người người ta dậy được mình không dậy được? Đó là cái ý chí đầu tiên, đó là mình đã làm được. Và trước đây khi bắt đầu mới thì mình cũng thấy khó khăn lắm, khó khăn khi bước vào lắm, nhưng mà đến bây giờ với mình là 4:15 là mình dậy, là với mình nhẹ nhàng giống như một đứa trẻ thoải mái tư tưởng lắm. Thế đó là cái cách mà mình tự tin, mình tin tưởng, thì đó là cái việc nhỏ nhất mà mình thấy được làm đó. Về rồi về cả về kinh tế của mình cũng vậy, tài chính của mình cũng vậy, thì mình tin mình làm được và mình ra quyết định mình làm được, mình hành động phát quyết, mình tự tin lắm. Cho nên là cũng có thể vì như thế nhưng mà mọi mục tiêu của mình trong tháng 6 này mình đã hoàn thành, đến giờ phút này là mình đã hoàn thành và mình vượt mục tiêu rồi, thì mình nghĩ Yeah, đó là một chị Thủy chia sẻ cho mọi người là mục tiêu tháng 6 của chị là như thế nào, rồi chị đã đạt được nó, hiện tại con số bao nhiêu rồi chị Thủy? mục tiêu tháng 6 của mình là mình đặt ra là 500 triệu. Và đến bây giờ thì đến ngày hôm nay thì mình đã vượt lên 200 triệu, tức là mình đã đạt 700 triệu rồi. Quá, xin chúc mừng chị Thủy đúng không ạ? Trời ơi, bao nhiêu anh chị cũng mong muốn là có kết quả giống như chị Thủy là đặt ra bức tranh 500 triệu cả nhà, mà tìm về bây giờ là chưa tới hết tháng nữa mà tìm về tới 700 triệu, quá xuất sắc. Tôi xin chúc mừng chị Cảm Thủy. ơn, cảm ơn, À, cảm ơn cái sự dẫn dắt của Phương trong cả một quá trình luôn luôn khảo sát, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn động viên để bước tiếp, bước tiếp để tự tin hơn. Cảm ơn rất là nhiều, đúng cảm ơn bạn. rồi. À, cho chị Thủy khoảng nửa phút nữa, chị Thủy kể cho Phương nghe là cái việc mà chị Thủy ra quyết định, chị Thủy bắt đầu học ghi chép livestream, rồi chị Thủy kể hay kể cho Phương là chị Thủy học lớp bán hàng. Lúc đó là thì đó chị Thủy cũng là giáo viên mà chị Thủy đi dạy rất là nhiều, chị Thủy cũng có con cái, chị Thủy cũng có rất là nhiều công việc luôn. Nhưng mà chị Thủy khi mà chị Thủy ra quyết định cái mọi thứ nó được sắp xếp như thế nào, chị Thủy Vâng, kể cho mọi người nghe ha. đúng rồi, tức là khi mà trước đây là mình đi dạy, mình nghĩ là học cái lớp bán hàng á, là lúc 6 giờ chiều, rồi khi học là mình biết là mình phải chịu chấp nhận những cái thử thách, thì mình không mình lúc đầu là mình nghĩ là mình làm sao có thời gian để mình làm. Nhưng mà khi mà được tự dẫn dắt và khi mà mình có cái sự khao khát á, mình quyết định mình học, thì cũng theo một cái sắp xếp nào đó, thì đúng là theo một sự sắp xếp của tự nhiên thiên, đó là câu lạc bộ lại sắp xếp cái lớp bán hàng vào cuối tháng 6, thì cái lớp đó là cái thời gian mà cuối tháng 5, thì cái lớp đó là cái thời gian mà mình chuẩn bị được nghỉ hè. Thế là mình đã có thời gian để mình học và mình tham gia các cái thử thách của chủ tịch diễn. Nói thật là nó khó khăn lắm, nhưng mà cũng trong cái giai đoạn đó thì mình được giống như là đúng là theo một sự sắp xếp thật, là Cá xong cái rồi thời mình gian mà dành cho gia đình của mình vượt qua sẽ đi được nhẹ nhàng hơn vượt, để cũng ngăn để mắt rồi nhưng mình mà rồi đi công tác này.
rồi mẹ mình lại có người chăm sóc dồn này, thế là mình có thời gian để mình tập trung vào cái việc học đó của mình nhiều hơn, thì mình thấy đó là cái điều thuận lợi lắm cho mình khi mà mình học xong cái khóa bán hàng của chủ tịch Diễm. Và đến bây giờ sau khi xong cái khóa bán hàng đó, ngày cuối cùng xong, thì hiện tại trong giai đoạn hiện nay thì nhà mình rất là đông khách. Nếu như trong cái thời gian trước thì mình không làm được, may quá khi mình học xong mình thử thách rồi và cũng xong kết thúc cái đó, thì mình nhà mình hiện tại rất là đông khách. Nếu như trong thời gian này thì mình không thể tham gia được những cái khóa đó, đó là mình thấy đó là cái sự sắp xếp linh thiêng của vũ trụ Dạ đúng đấy. rồi, ok, trời ơi tuyệt vời quá, cả nhà nghe nghe chị Thủy chia sẻ. Và đầu tiên á là Phương nói á, chị Thủy ơi, chị Thủy học lớp bán hàng đi, tại vì học lớp bán hàng sẽ hỗ trợ giúp cho chị Thủy bắt đầu tăng doanh thu, tăng lợi nhuận lên. Chị Thủy nói chị Thủy bận lắm Phương ơi, chị Thủy rất là muốn học nhưng mà chị Thủy là bận trường, rồi bận chăm sóc mẹ già, rồi ví dụ như tối về thường thì cái lớp bán hàng sẽ học cái lúc và lúc 18 giờ á, là chị Thủy nói giờ đó là phải chồng con cơm nước chồng con đi về, tối còn học Zoom nữa mà. Nhưng mà khi mà chị Thủy bắt đầu ra quyết định là sao không, tôi có dư dả thời gian để tôi làm tất cả những cái điều tôi mong muốn, thì bắt đầu sao hả, tự nhiên chồng đi công tác, mẹ thì sợ xuống nhà em gái chơi, không phải chăm sóc mẹ, có em gái chăm sóc giùm luôn, gọi là xong rồi trường thì lúc đó là sao hả, nghỉ hè nghỉ dạy rồi sao hả, mọi điều kiện thuận lợi để cho chị thực hiện hết xong cái khóa bán hàng. Xong cái khóa bán hàng xong cái tự nhiên nhà chị ở đâu người đâu ồ ập kéo về đúng không ạ, đó khách tới rồi chồng rồi mẹ đâu đầu mọi người về lại, xong rồi thấy nó bận quá luôn ơi, mấy này là chị bận quá nhiều khách quá, có nghĩa là sao mọi thứ nó đã được sắp xếp hết, sau khi mà chị Thủy hoàn thành xong cái công việc cái tự nhiên cái mọi thứ nó trở lại là sao hả, nó vui dịu lắm. Đó là cái chia sẻ thực tế. Phương cũng giống như vậy anh chị, nói chung là Phương ứng dụng nhiều lắm, tuy nhiên là Phương muốn các anh chị nghe những cái trải nghiệm thực tế thì các anh chị sẽ hiểu. Đầu tiên là nếu như chúng ta không có thời gian, đủ thời gian, các anh chị phải ra quyết định là gì ạ, tôi có dư dả thời gian để tôi làm được tất cả những điều tôi mong muốn đó, khi đó các anh chị cứ ra quyết định như vậy đi, sau đó mọi thứ nó sẽ được sắp xếp sắp xếp sắp xếp. Rồi các anh chị nếu mà không đủ tiền để làm một cái điều gì đó thì chúng ta phải ra quyết định là gì, tôi có dư dả tiền để tôi làm tất cả những điều tôi mong muốn. Và mọi thứ sẽ bắt đầu được sắp xếp để anh chị có đủ tiền để các anh chị làm cái điều anh chị mong muốn. Rồi nếu mà anh chị cảm thấy sức khỏe của mình chưa có ok á, các anh chị nói không, tôi có dư dả sức khỏe để tôi làm tất cả những điều tôi mong muốn. Dạ chính xác rồi. Đó là cái quyền năng của việc ra quyết định. Bởi vì các anh chị không đủ thời gian, bởi vì các anh chị không ra quyết định nên là đâu có ai sắp xếp đâu. Ví dụ như là các anh chị đọc sách đi, như anh chị nói em ơi chị không có thời gian đọc sách, chỉ cần chị cầm cuốn sách lên cái có người gọi, chỉ cần chị cầm cuốn sách lên cái chị có người nhờ đi làm này làm kia, bởi vì các anh chị chưa có ra quyết định, bởi vì cái thói quen của mình trong quá khứ đó, các anh chị nó thường xuyên là làm và không hoàn thành sự việc đó. Ừ. Đó đây đầu tiên các anh chị phải ra quyết định trước đã, ra quyết định hay lắm, hay kinh khủng lắm. Nên là nhiều anh chị kể cho Phương nghe rất là nhiều những cái tình huống như vậy. Các anh chị nào đã ứng dụng rồi ạ? À? Anh chị nào đã ứng dụng rồi và cảm thấy rất là tuyệt vời mà nó khi mà mình đã ra quyết định và nó được sắp xếp theo một trật tự là những cái gì mà mình mong muốn thì nó được gọi là hỗ trợ không gian thời gian để mình làm rồi thì comment tôi cho Phương thấy nha. Anh chị nào đã thực sự ứng dụng cái này rồi? Các anh chị ứng dụng rồi và có kết quả rồi comment tôi nha. Đó, rất là nhiều anh chị comment tôi nè. Tuyệt vời lắm. Đó, vậy thì để mà chúng ta luôn có cái tầng ở trong cái tần số hạnh phúc, luôn ở trong cái tần số mà thu hút những cái điều tuyệt vời á, hai cái điều mà anh chị cần phải làm. Đó là gì ạ?
hai cái điều mà chúng ta cần phải làm để mà chúng ta luôn ở trong cái tần số hạnh phúc, luôn ở trong cái tần số là tiền bạc thu hút những cái điều tiền bạc, những cái điều tuyệt vời đến với mình. Theo anh chị là tần số gì ạ? Đúng rồi. Chúng ta hai cái hành động chúng ta cần phải làm đó là một là luôn nuôi dưỡng cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Đúng sáng. Điều này chúng ta nhắc nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, và chúng ta hãy thực hành nó thành một cái thói quen. Và cái điều thứ hai đó là liên tục phát triển, trau dồi cái trí tuệ của mình. Chị Thủy có nhắc một cái câu đúng không ạ? Luôn trau dồi trí tuệ các anh chị. Chị Thủy là đi với Hương cũng đã được hơn nửa năm. Trước Tết cơ. Trước Tết là đã học rồi, tháng 10, tháng 11 gì đó không nhớ. Hồi đó lương giáo viên chị Thủy mới tới Hương là chị nói thu nhập của chị đâu đó có khoảng 15 triệu thôi. À, sau đó hay sao hả? Trời ơi, ai ngờ đâu đâu biết mình giỏi cỡ vậy. Đúng không ạ? Đạt ra mục tiêu nào là cũng đạt mục tiêu đó. Nhưng có cái để cho chị Thủy đạt được cái điều đó là sao hả? Chị ấy hay gọi là liên tục học như một ly nước trống vậy. Nó nghĩa là liên tục học như một ly nước trống, không bỏ một cái bụi dung. Rất hay. Đó, nên Phương thấy tất cả các anh chị đều thành công, các anh chị đều có một cái giống như nhau, đó là liên tục trau dồi nuôi dưỡng cái trí tuệ. Dạ chính xác rồi, nuôi dưỡng trí tuệ ha. Nên là khi mà chúng ta có một cái trở ngại nào đó các anh chị, ví dụ như bây giờ các anh chị có những cái hóa đơn không thanh toán được, các anh chị không biết còn phải làm gì hết. Ví dụ có những cái khoản dư dương trong ngân hàng, các anh chị đang rất là rối bời, các anh chị không biết làm gì, thì các anh chị làm gì đầu tiên các anh chị? Ở nhà làm gì đầu tiên hả? Giờ Phương chỉ cho các anh chị. Để cho các anh chị có thể làm sao thanh toán được những cái hóa đơn của mình á một cách rất là nhanh chóng á, thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm, nếu như chúng ta không hề biết cái cách nào, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm theo anh chị là gì? Nói tới đây anh chị đã hiểu chưa? Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là cái gì anh chị? Chúng ta thay đổi cái gì ạ? Dạ đúng rồi, thay đổi suy nghĩ và cảm xúc. Dạ đúng rồi, thay đổi suy nghĩ và cảm xúc về cái sự việc đó trước đã, rồi mới ra quyết định nha. À, chứ trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng trong cái lúc mà mình đang thật sự lo lắng, trong cái lúc mình đang thật sự khủng hoảng, thì đừng ra quyết định với tiềm thức. Đừng ra quyết định các anh chị. Nhiều anh chị nói là gì? Đi hỏi tiềm thức. Nhiều anh chị nói là khi mà mình chưa biết câu trả lời cho một vấn đề gì đó, chạy đi hỏi tiềm thức. Nhưng chúng ta hãy xem rằng cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình ngay lúc đó có ok không? Nếu như mà lúc mà anh chị đang cảm thấy rất là lo sợ, lý do tại sao Phương nói các anh chị đừng cầu nguyện, đừng hỏi xin và đừng cầu nguyện, đừng nghĩ tới kết quả mà mình mong muốn trong cái lúc mà chúng ta đang ở trạng thái gamma. Gamma có nghĩa là tần số cảm xúc không tích cực. Bởi vì sao? Theo anh chị bởi vì sao? Trong cái tần số đó các anh chị cảm xúc rất là mạnh, và những cái gì anh chị nghĩ là nó cũng sẽ xảy ra, một là theo cái chiều hướng mà các anh chị không mong muốn. Bởi vì các anh chị hiểu không ạ? Đang trong cái tần số không tích cực á, các anh chị gây ra một cái áp lực cho tiềm thức của mình. Tiềm thức mình là cái cơ thể này mà, các anh chị gây ra cái áp lực. Để Phương coi này, nhiều anh chị là đang rất là không tỉnh táo. Phương chuẩn bị kết thúc dần rồi nha. Các anh chị nào đang không tỉnh táo thì nở một nụ cười cho Phương nè. Cười đi các anh chị. Đúng rồi, tự nhiên cười vắt là tỉnh luôn nè. Đúng mà. Tỉnh không ạ? Tỉnh không anh chị? Tỉnh ngủ không ạ? Tự nhiên lúc nào mà mình quên đó các anh chị, lúc mà Phương đọc sách hay này kia Phương quên đó, mà Phương hay gật lên gật xuống là Phương cười các anh chị. Tự nhiên cười xong não mình bắt đầu mở ra sáng lên lại, xong bắt đầu tự nhiên mình tỉnh. Nên là các anh chị cần phải ý thức được là mình đang sống tỉnh thức á, là làm sao? Là mình biết mình đang làm cái gì. Đôi lúc mình không biết mình đang làm cái gì luôn á. Đúng không ạ? Không thì vẫn ngồi,
mắt thì nhắm đúng không ạ, đầu thì đi chơi đâu mất. Sau đó thì tự nhiên giật mình dậy, nó ố sao Zoom kết thúc rồi đúng không ạ, tự nhiên giật mình tỉnh nhắc sao Zoom kết thúc rồi các anh chị. Hay lắm đó, nên là cái lúc mà chúng ta đang ở cái tần số gamma, tần số mà tiêu cực đó các anh chị, có nghĩa là tiềm thức của mình đang bị áp lực mà các anh chị ra quyết định, có nghĩa là các anh chị nghĩ tới điều mình muốn rồi các anh chị ra quyết định rồi. Tiềm thức của mình nghĩ là sao ạ, à chính ra là cái điều này, chính ra là cái kết quả này làm cho chủ nhân mình bị áp lực, thôi khỏi cho luôn, khỏi cho làm luôn, bởi vì mới nghĩ thôi mà đã ra như vậy rồi, bây giờ mà nó mang tới nữa là chắc mình lên đường quá, khỏi cho luôn rồi nha các chị hiểu không ạ. À? Nên là sao ạ, trong cái lúc mà chúng ta đang không biết mình phải làm gì á, không biết định hướng làm gì á, các anh chị ngồi xuống hít thở đó, tận hưởng cái dòng khí nhiệm màu này, hít thở một hơi thật sâu, điềm tĩnh lại, đưa mình lắng xuống, sau đó mới ra quyết định. Đúng rồi nha, chứ các anh chị đừng có đang cái cơn khủng hoảng quấn quýu rồi các anh chị làm này làm kia, ra quyết định này, ra quyết định kia, dạ lúc đó não não người đang chưa có lên, mình đang ở não bò sát, đang ở não thú và não bò sát thì đó thường không ra quyết định đúng đắn, không có kết quả, thường sẽ có kết quả ngược lại. Nên là trong cái tài chính, trong mối quan hệ và trong sức khỏe của mình nữa, chúng ta đều làm cái điều này các anh chị đúng mà. Đó, nên là chúng ta thường sao ạ, giống như cái lúc mà giận mất khôn đó, chúng ta nghe câu đó đó, có nghĩa là lúc mà không phải là mình muốn cái điều đó đâu anh chị, nhưng mà bởi vì là mình, bởi vì là sao, cái đó là cơ chế hoạt động não bình thường lắm các anh chị, nên là giống như cái câu chuyện mà Phương kể nó không an toàn tí nào luôn đó. Có một cái người chị đó, xong rồi cái chị đó là sao, cái lúc mà chị đang không có, chị đi học nè, chị đã học rồi cùng với mình đúng không, sáng tối xong là chồng không có ok, chồng nói sao học nhiều vậy, chồng là không phản đối kịch liệt luôn, rồi chồng không có đối xử tốt với chị ấy, xong rồi gọi là sống không tiềm thức, không 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 kiềm chế được cảm xúc á cả nhà, và trong những cái lúc mà không kiềm chế được cảm xúc chị ấy nói ra những cái từ ấy, không có an toàn ấy, mà nó xảy ra luôn chị. Đó, các chị hiểu như vậy được không ạ? Hiểu không ạ? Hiểu Phương chia sẻ chứ đúng không ạ? Cái nghĩa là Phương đang nói giảm nói tránh á. Đó, cái lúc mà hai vợ chồng nói qua nói lại thì sao chị á nói, ông đi đi, rồi sao? Xong rồi cái đi luôn cả nhà, lên đường luôn. Có một cái sự cố xảy ra và ngay lập tức luôn cả nhà. Ngay lập tức một ngày hôm đó luôn. Dạ đúng rồi. Những cái anh chị mà chồng không có ủng hộ, các anh chị làm một cái điều thôi nó rất đơn giản. Lý do tại sao chồng không ủng hộ là đơn giản là sao ạ? Đơn giản bởi vì trước đó anh chị đâu có làm cái hành động này. Trước đó anh chị đâu có học Zoom, đâu có học Zoom sáng tối đâu. Thì có nghĩa là sau khi mà họ nhìn thấy các anh chị là có cái động thái gì khác, có nghĩa là cái thế khác so với cái suy nghĩ và cái thế giới quan của họ. Và theo cái bản năng là họ sẽ tìm cách bảo vệ mình. Các anh chị họ sợ mình bị này bị kia đó, họ yêu mình mà, họ yêu thương mình nên họ họ mới cản trở. Nhưng mà đôi lúc yêu thương mình nhưng mà yêu thương không có cái sự trí tuệ lắm đó, đó lý do tại sao Phương nói các anh chị cần phải phát triển cái trí tuệ lên thì mình yêu thương người khác đúng cách, nên là họ có cản trở mình thì đó cũng là cái động lực để cho mình phát triển lên. Họ bởi vì họ nói, bởi vì họ đang nói chính bản thân họ mà, họ nói làm cái hành động gì kỳ quặc vậy, làm cái hành động gì lạ vậy, trước giờ chưa bao giờ làm mà nghĩ sao tự nhiên cứ làm học sáng học tối, bởi vì là nó lạ quá, không có trong cái thế giới quan của họ, họ chưa bao giờ trước đó họ không có đọc sách, không có phát triển, nên thành ra khi mình làm một cái động thái gì khác so với cái thế giới quan của họ, thế là bắt đầu họ họ phản đối liền. Con người mình vậy á, có nghĩa là cái gì mà nó không đúng với cái niềm tin của các anh chị phản đối liền, anh chị hiểu không ạ? À? Đó nên là bình thường lắm, cái việc mà vợ hoặc là chồng mình phản đối mình là cái chuyện bình thường, rất bình thường, và các anh chị nào vô đây cũng như vậy hết, nên là điều đầu tiên các anh chị cần phải sao ạ? Đúng rồi, mình biết ơn, mình ra quyết định này, chồng tôi là quý nhân phù trợ của tôi, chồng tôi là nguồn lực của tôi, là cỗ máy in tiền trọn đời của tôi, là ngân hàng của tôi đó, là cái ATM của tôi,
chồng tôi luôn đồng hành hỗ trợ đó, và luôn sao hả, luôn phát triển cùng tôi, cùng tư duy, cùng sứ mệnh, cùng tầm nhìn. Ra quyết định đi ạ. Ra quyết định ghi xuống các anh chị. Và một thời gian sau là tự nhiên chồng mình học xong, mình ứng dụng, mình có kết quả. Cái chồng cũng sáng dậy là sao? Ừ, vô ngồi học chung luôn. Vô ngồi học chung luôn các anh chị. Hay lắm, nhiều anh chị rất là tuyệt vời đó, các chị ứng dụng siêu lắm. Có cái là các anh chị thay đổi cái trạng thái cảm xúc thôi ạ. Mối quan hệ đơn giản lắm các anh chị. Và biết ơn họ nha. Mỗi lần á các anh chị họ mà phản đối các anh chị á, thì các anh chị đừng có chống đối lại, đừng chống đối anh chị, cười thôi. Nếu không thể làm gì khác, cười thôi. Sau khi mà tự nhiên các chị cười, cái bên trong của họ cảm thấy nhẹ nhàng đi. Có một cái người chị sao ạ, có một cái người chị trong dân là sao, rất là tuyệt vời luôn. Khi mà chồng mà chống đối hỏi, ủa em học làm chi học nhiều vậy, ủa bây giờ em tính làm tiến sĩ thạc sĩ hả? Ừ, dạ em đang cố gắng phấn đấu để bằng anh đây. Rồi họ họ ấm lòng liền, mình nâng họ lên các chị, mình đồng ý với cái điều họ nói và nâng họ lên, đừng phản đối. Các chị phản đối một cái là bắt đầu não bò sát, với lại não thú của họ bắt đầu sẽ bị đối kháng liền. Nên các anh chị đồng ý trước đã. Chồng nói gì, vợ nói gì, cứ đồng ý trước đã. Mặc dù mình biết cái điều đó nó chưa có hợp lý với mình, nhưng mà các anh chị cứ đồng ý, các anh chị cười thôi. Đừng phản đối nha. Đó. Sau đó làm cái gì ạ? Tập trung. Chính mình. Tiếp tục phát triển. Thì đây chính là con đường của mình mà. Chứ giờ mình cứ mãi như vậy trước. Trước giờ cũng đâu có cái điều gì xảy ra. Cũng đâu giúp cho cuộc sống của mình thay đổi. Và mình phải thay đổi, mình phải có kết quả thì mới giúp cho gia đình của mình được. Đúng rồi, chính xác rồi em, chính xác ha. Đó, nên là sao ạ? Đúng rồi, tất cả chỉ là mọi thứ đã được sắp xếp theo một trật tự linh thiêng. Đó, hãy đọc lại câu thần chú này. Ví dụ như là một cái đối tác nào đó không tốt đến đối phương nha, họ nói những cái câu không tốt. Không biết chứ, nhiều người ở ngoài kia họ không có tốt đâu anh chị. Họ cũng không phải là họ không tốt, nhưng mà họ không phù hợp. Họ không phù hợp với lại cái mục tiêu, cái sứ mệnh của mình. Họ có cái quan điểm khác, họ có cái thế giới quan khác. Nên thành ra khi mà mình chia sẻ những cái điều này á, họ thấy rất là mắc cười. Đối với họ, họ thấy rất là ngộ, họ thấy rất là chưa có đúng với họ á. Sau rồi họ nói những cái từ chưa có vui. Thì Phương chỉ nói có một câu thôi. Mọi thứ đã được sắp xếp theo một trật tự linh thiêng rồi. Đúng không ạ? Thế giới của ai là về của người đó đi. Thế giới của ai về của người đó, không có ai có quyền xâm phạm bất kỳ cái thế giới quan của ai cả, đúng mà, trừ khi mình cho phép. Và các anh chị hãy luôn là sao ạ, tin tưởng, làm tròn trách nhiệm của mình thôi, và luôn tin tưởng tiến về phía trước các anh chị, đừng đi chứng minh cho ai cả. Được không ạ? Đó, các anh chị chưa có kết quả nhiều thì các anh chị sẽ thấy sao ạ? Giờ tự nhiên em tích cực hơn nè anh, em yêu anh nhiều hơn nè. Đó, em tự nhiên em cảm thấy yêu gia đình của mình hơn nè. Em cảm thấy là trời ơi, em cảm thấy em hạnh phúc và vui vẻ hơn mỗi ngày nè. Em cảm thấy tích cực hơn, em cảm thấy khỏe mạnh hơn mỗi ngày nè. Đó, bây giờ em biết là có những cái điều tuyệt vời hơn mà mình có thể làm được nè. Đó, mình có thể, gia đình mình có thể làm được nè. Có nghĩa là các anh chị nói những cái từ tích cực đi ạ. Họ đồng ý mà. Anh, có thấy em tự nhiên hôm nay xinh hơn không? Đúng rồi, anh nói cho chồng biết. Tự nhiên chồng nói, chồng bắt đầu là lúc hồi đó là đang giận, thì trong đầu tự nhiên họa họa xuống là nó, ồ bắt đầu là tự nhiên cái tình yêu thương của họ trỗi dậy các anh chị. Đúng hả? Đó, hỏi anh, này có thấy em tích cực hơn không? Tự nhiên em cảm thấy là yêu anh hơn mỗi ngày. Nói cho họ nghe những cái lời yêu thương các chị thì sao ạ? Đúng rồi đó, sau đó thì tự nhiên là họ sẽ nói cái này tích cực mà, đâu có cái gì đâu. Họ sợ đó, họ sợ mình á. Có chị trong này cũng vui lắm, chị nói lần đầu là chị nói học cái gì không ai á, xong rồi cái
cái đứng nghe, cái đứng nghe Phương nói ngồi nó, ồ cô này cũng nói cũng dễ thương ghê ha, cô này cũng nói hay ghê ha, thôi em học tiếp đi được mà đó. Nên là khi mà chúng ta trao cho họ bằng cái tình yêu thương, cái lòng biết ơn của mình đó các anh chị, thì sao ạ? Mọi thứ sẽ được sắp xếp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các anh chị. Hay vậy phải nhớ ra quyết định là chồng mình là quý nhân, được không ạ? Chồng mình là quý nhân của mình. Đúng rồi, chính xác rồi. Ok ha. Đó, và các anh chị hãy luôn nhớ là các anh chị luôn nhớ một cái điều đó là gì? Chúng ta phải có cái sự rạch ròi trước khi kết thúc ha. À, Phương luôn nhắc nhở các anh chị. Chúng ta phải có cái sự rạch ròi. Rạch ròi giữa cái việc, tất cả những cái việc chúng ta làm việc nào ra việc nấy, chơi chơi làm được không ạ? Ăn thì ăn, đặt rồi ra các chị đừng có đem công việc vào cái lúc mà chúng ta đang vui chơi với gia đình của mình, các chị đang dành thời gian chất lượng cho gia đình, xong đem vô câu chuyện những cái mà không có vui á, rồi bàn qua tính qua tính lại, co qua co lại đó, rồi sao ạ? Chúng ta cứ tập trung thôi, những cái gì mà chúng ta đang hiện hữu thì cứ hiện hữu, và hãy nhớ luôn dành thời gian cho chính mình nha, dành thời gian cho chính bản thân mình, dành thời gian cho ít nhất mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, dành thời gian để mà trau dồi phát triển và yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn, thì chúng ta sẽ luôn có được cả thế giới nha. Đừng bỏ chạy, đừng chạy theo thế giới, đừng chạy theo thế giới mà hãy tập trung ở đây, thì cả thế giới sẽ đổ về mình. Có nghĩa là đừng chạy theo người này người kia, đừng có vì lý do này lý do kia mà chạy theo họ, rồi cố gắng giải thích phân tích, dạ không cần đâu ạ, tập trung vô đây. Ha, rồi ngày hôm nay thì Phương sẽ xin kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay ở đây, và cái chương trình lòng biết ơn thực ra thì chúng ta thực hành nó nhiều lần rồi, nên là Phương cũng chúng ta thực hành bằng hành động luôn, chúng ta hiểu hơn và chúng ta thực hành bằng hành động, nên là Phương cũng sẽ không có phân tích sâu về cái bằng khí nhiệm màu, cái việc mà chúng ta biết ơn dòng khí là cái việc mà chúng ta đương nhiên phải làm các anh chị. Giống như chúng ta hôm nào mà không biết ơn á, chúng ta thử bóp cái mũi của mình lại, ngậm cái miệng và bóp cái mũi lại cái phút 1 phút 2 3 phút, cái chúng ta lè lưỡi rồi nói trời ơi tôi cảm ơn vũ trụ quá vì sự giàu có của người ngay bây giờ, cả vũ trụ cảm thấy là sao ạ? Tất cả mọi thứ đều tạo ra để giúp cho chúng ta thành công hơn mà thôi. Vương đã nói tới cái phần hóa đơn hả? Cái hóa đơn hả, rất là đơn giản các anh chị. Đầu tiên là các anh chị sẽ thay đổi cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình, là chúng ta hãy cảm thấy thực sự biết ơn vì những cái khoản dư dương, bởi vì những cái khoản dư dương đó chúng ta đã ứng trước để cho chúng ta phát triển mà. Và cái đó là cái nguồn vốn để cho chúng ta có cái kết quả hiện tại và có kết quả tốt hơn trong tương lai, coi như đó là cái nguồn vốn, là cái khoản đầu tư. Có thể là anh chị làm những cái điều đó chưa có kinh doanh đầu tư chưa có an toàn lắm, nhưng mà nó cũng là cái nguồn vốn để giúp cho chúng ta học được bài học, và để giúp cho chúng ta đang có mặt trong cái câu lạc bộ của mình, nên điều đó nó rất là tuyệt vời và rất là xứng đáng các anh chị. Đó, thay vì đó thì bây giờ chúng ta hãy làm một cái động tác thứ hai, viết xuống lời cảm ơn trên cái hóa đơn đó, hoặc là các anh chị nếu mà cái khoản dư dương cho ngân hàng, các anh chị viết một cái tấm xét nghiệm màu, là cái số dương không phải là số dư dương ha, chúng ta lấy một tấm xét nghiệm màu, ghi cái dấu cộng phía trước và ghi chính xác cái số tiền mà chúng ta đang đang có ở trong ngân hàng, gọi là đang khoản chưa thanh toán được trong ngân hàng, chúng ta ghi số dương và chúng ta viết xuống là sao ạ? Cảm ơn, cảm ơn vũ trụ vì sự giàu có của người, cảm ơn là tôi đã nhận được cái số tiền này rồi, ký tên của mình vô đó các anh chị, ký tên vô ha. Đó, và hàng ngày hãy trao cho nó tình yêu thương, lòng biết ơn đó, cảm ơn bạn, biết ơn bạn, cảm ơn bạn vì đã đến, và hãy hình dung tưởng tượng là mình cái số tiền đó nó đổ về mình như thế nào. Đừng nghĩ về khoản dư dương, hãy nghĩ về những cái khoản dư, hãy thay đổi lại ở bên trong suy nghĩ của mình, được chưa ạ? Ok không ạ? Còn chuyên sâu hơn nữa thì hẹn các anh chị hôm sau nha. Hôm nay cũng hết giờ rồi, bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều nữa ha.
Rồi, rất là biết ơn các anh chị, tất cả các anh chị ngày hôm nay đã có mặt cùng Phương trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta rất là tuyệt vời, cả nhà ơi, cho mình một tràng vỗ tay đi các anh chị. Đó, đã đi tới cái giây phút là 6:30 rồi và vẫn còn rất là nhiều anh chị đang ngồi với Phương. Và Phương chúc cho cả nhà chúng ta sẽ có một cái ngày tràn ngập trong tình yêu thương, lòng biết ơn, sự giàu có, sự khỏe mạnh, thông minh, may mắn, lành lặn và trọn vẹn suốt cuộc đời ha. Rồi, bây giờ anh chị nào có việc chúng ta có thể rời dung. Anh chị nào còn thời gian hãy ngồi lại với Phương để thực hành lòng biết ơn sáng ngày hôm nay và thực hành 10 phút tĩnh tâm nha. Các anh chị, nếu mà các anh chị đang 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 gọi lại thì chúng ta chuẩn bị cho mình một cái cuốn sổ ha. Đúng rồi. Mỗi anh chị sẽ có cho mình một cái cuốn sổ lòng biết ơn và chúng ta viết những cái lời biết ơn sáng và tối. Đó, cái câu đầu tiên mà chúng ta phải viết là gì các anh chị? Tôi hôm nay là các anh chị phải ghi ngày tháng xuống nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2022. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Tôi có một cái ngày vô cùng tuyệt vời đó. Hãy khởi động một cái ngày mới vô cùng tuyệt vời. Mọi thứ đều đang ở đây, ngay bây giờ, ngay lúc này dành cho tôi. Phép màu đang ở đây, sự kỳ diệu đang ở đây để biến những cái điều tôi mong muốn trở thành sự thật. Đó, biến những cái mục tiêu của tôi hoặc là cái số tiền hoặc là cái gì đó các anh chị mong muốn hoặc là mối quan hệ các anh chị, hãy đưa nó lên hàng đầu các anh chị. Các chị đã hiểu chưa ạ? Đó là cái câu mà Phương viết trước nha. Trước khi mà viết vào chi tiết thì Phương phải viết tổng quan chứ đã. Phép màu đang diễn ra, các anh chị nói cái câu đó đi ạ. Trời ơi, cảm ơn, điều kỳ diệu đang xảy ra và phép màu đang xảy ra, tôi đã thực hiện được cái mục tiêu của mình rồi. Vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Đó. Rồi ha, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cùng với Phương nha. Rồi, ok ha, rất là cảm ơn các anh chị. Rồi Phương sẽ share một ít nhạc, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lòng biết ơn sáng ngày hôm nay.